Tự hào là người con của Long An nói riêng và vùng đất Nam Bộ nói chung, các thí sinh của Hoa Khôi Sông Phạm 2022 đã có những hành trình về nguồn và thiện nguyện vô cùng ý nghĩa trong suốt cuộc thi. 25 thí sinh đã có buổi tham quan khu di tích Sông Phạm Nhật Tảo, đền thờ Nguyễn Trung Trực. Và top 25 thí sinh đã dâng hương vị tướng Nguyễn Trung Trực, người để lại dấu ấn vẻ vang trong lịch sử kháng chiến chống Pháp cứu nước của dân tộc. Hôm nay em được mọi người dẫn đến đền thờ Nguyễn Trung Trực. Em là người con Long An, em cảm thấy nó rất là thiêng liêng và cao cả khi được bước vào trong. Em đã từng được nghe rất nhiều về cụ Nguyễn Trung Trực là một anh hùng dân tộc, và lần đầu tiên là hôm nay em được vinh hạnh được đến với đền tưởng niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, và cũng như là được chương trình cho em trải nghiệm cảm giác là được đi trên phà nơi giao nhau giữa Vàm Cỏ Đông và sông Nhật Tảo, nơi mà thuyền Esperance đã đậu. Cụ Nguyễn Trung Trực đã giành một chiến thắng rất là vang dội vào năm 1861 ở tại đây. Xúc động vì những chiến tích mà ông cha ta đã giành được. Các thí sinh còn có dịp đi thăm hỏi, trò chuyện cùng bà mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Tân Trụ, Long An. Là một người con của vùng đất Nam Bộ, vùng đất mà có truyền thống đấu tranh lâu đời, vùng đất mà những con người nơi đó đã anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, chăm chỉ, cần cù trong hiện tại và năng động, bản lĩnh trong tương lai. Em cảm thấy vô cùng tự hào khi là người con của mảnh đất này. Qua đây, Hoa Khôi Sông Phạm 2022 thêm am hiểu và trân trọng những người có công với cách mạng, góp công đem đến độc lập cho dân tộc. Top 25 thí sinh của Hoa Khôi Sông Vàm đã có dịp đến ngôi trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật của tỉnh Long An và để trao quà cho các bạn. Tuy là những món quà nó không có quá lớn, nhưng mà đó là những cái món quà rất là thiết thực, có thể cho các bạn sử dụng hàng ngày, và những cái món quà rất là thực tế dành cho các bạn. Dạ, thật sự hôm nay thì đến gặp các bé thì em thấy các bé có hoàn cảnh rất là đặc biệt. Mỗi bé đều có những cái hoàn cảnh khác nhau. Bé thì khiếm thính, có bé khiếm thị và có bé thì không nói được. Khi đoàn trao cho các bạn những món quà thì các bạn rất là cũng khá là xúc động. Em rất là xúc động khi mà em thấy những cái đứa trẻ mà đáng ra là được vui chơi thoải mái và có đầy đủ thì những bạn này lại bị những cái khiếm khuyết. Em cảm thấy là bản thân mình rất là may mắn, mình là một người là đầy đủ, mình nói chung là mình là một người khỏe mạnh. Em bản thân em phải thật là cố gắng để sau này em có thể là giúp đỡ được cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Cuộc thi Hoa Khôi Sông Vàm thì ngoài quảng bá và du lịch cho tỉnh Long An thì còn có nhiều, rất là nhiều những cái hoạt động mà liên quan đến lòng nhân ái của con người và cũng như là giúp đỡ những cái người khó khăn hơn, yếu thế hơn mình, thì em cảm thấy đây là một hoạt động là rất ý nghĩa và rất cần thiết. Sống trong đời sống cần có một...